khi mà để vô đó thì anh chịu khó anh để thêm cái khăn nữa nếu mà nó quá nóng. Anh đừng có để nó nóng quá. Không, có khăn chứ khăn quấn mấy. Đâu, khăn quấn của đá xong rồi nhưng mà anh thêm cái khăn nữa. Một cái khăn lốp khăn nữa mỏng anh để lên. Và khi để lên xong á thì anh sẽ thấy rằng là nó ít nóng hơn. Và cái nóng của mình đó là anh lấy cái mền anh trùm nó lại thì nó ủ nóng. Và cái ủ nóng đó, nó giữ lâu hơn. Và những cái nỗi đau khổ đó là thường thường là do phản ứng của da đối với cái đó. Nhưng mà sau đó nó hết không sao đâu. Okay. Vì nó có thể là nó nóng. Khi đun sôi lên á thì mình cứ canh cho nó lửa riêu riêu. Khi lửa riêu riêu xong á thì mình nhấc cái ta cái nồi lên á, mình lấy ngón tay mình đặt ở dưới lòng dưới của cái siêu đất á, thì khi mình đặt cái dưới vô thì mình nghe nóng ấm ấm á thì là thuốc chưa tới. Còn khi nào mà mình sờ tiếp nữa mà mình đun riêu riêu nữa rồi tới lúc mà mình sờ vô đó mà mình thấy nó mát lạnh ở đó thì biết là đã tới 8 phần rồi. Không mở nắp, không đóng nắp, cứ để nguyên vậy đó. Chỉ có lấy cái ngón tay sờ dưới cái đáy thôi mà mở đóng gì. Đó, rồi khi mà mình sờ cái đó xong rồi thì nó đúng của nó xong á, thì nó sẽ là nghe cái tay mình nó có cảm giác mát lạnh. Không muốn hỏi là... Hiểu gì? Ha? Là người ta nói mấy cái người bị thối quá là những người phách lối nhất. Tại sao phách lối? Tại cái tướng đi mốt nó vậy nè. Nó cứng như còn sống lên nhá. Vì nó thối quá nó dính luôn. Nó dính xong cái mình đi đâu có được cuối được nó đi gì nữa. Thật ra mọi người thấy mấy cha nào mà cái tướng đi vô á, nhìn cái mặt đúng là mặt thối quá rồi. Đi tốn chỗ, đi tốn đường. À, còn mấy người mà đau nhiều á, mà đi khum khum vậy là khác nữa. Thấy không? Chút xíu mình đi tới phần đó. Cho nên tại sao nó mới ra thì thuốc dư ra một chút theo. À, rồi thoát vị để đệm. Thì thường thường cái thoát vị đệm nó bị chèn như thế này. Và nó đẩy phình cái dịch ở đây ra, ha? Rồi còn hẹp đĩa đệm, thường thường cái hẹp đĩa đệm là do gì biết không? Là do bị chấn thương á, thí dụ người ta khiêng đồ nặng rồi đó, ha? Rồi cái riết nó đè 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 xuống riết, vì cái cuộc sống mình nó giống như cái đòn gánh vậy đó, nó đè xuống nó bị chèn vậy nè, ha? Và thoát quá đĩa đệm với sự hình thành gai xương luôn, và khi mà bị thoát vị thối quá rồi á thì dần dần nó sẽ làm ra cái cột sống như thế này, có nghĩa là nó mọc gai ra luôn. À, mà những cái mọc gai và những cái bị thối quá đó là đều có thể giải quyết bằng cách chườm nã hết. Vì khi mình chườm nã xong á, mau mạch nó nuôi vô đầy đủ, nó đầy đủ hết trong đó thì không bao giờ nó tiến triển nữa. Tất nhiên là mấy cái xương á mà nó đã bị rồi thì không bao giờ khỏi được, nhưng mà nó sẽ không bao giờ tiến triển tiếp cái lão hóa nữa. Cho nên á, là động viên mọi người chườm đá là có lý do. Và mình không ngưng, ngày nào mình cũng phải hoạt động trở lại cho nó sống trở lại. Nha. Sẵn đây hỏi luôn, chườm đá bao lâu thầy? Tại vì hôm tối hôm qua chườm chừng 45 phút. Rồi ngủ thì cũng như không có thay đổi gì hết. Ok. À, thường thường là cái đá của mình là mình để chườm đông đông. Địa điểm bị thoát vị thì nó tràn ra, nó làm cho cái địa điểm nó bị đẩy ra, nó cấn. Và nó cấn cái gì? Nó cấn cái dây thần kinh. Thật ra khi cấn cái dây thần kinh mình mới cảm giác đau xuống mông và đau xuống cái chân là do cái đó. Do vậy là trong cái mà điều trị của bà Quỳnh Thị Lịch, cái hay là có cái dùng cái khóa nhị môn. Mọi người nghe thấy không? Để khóa cái này để tác động vô cái chỗ nghe dây thần kinh này mà nó làm cho cái dây thần kinh nó giãn ra, nó dễ chịu ra. À, rồi à, cái mà tôi chưa nói đó là cái dây đai. À, lấy cho mình cái đai lưng thì khi mà mình điều trị thì mình phải kết hợp hai cái. Cái thứ nhất là mình đẩy cái cột sống ra, mình làm cho cái cột sống nó trở lại cái vị trí cũ, hay là mình bớt đau. Nhưng mà muốn cho nó ổn á, thì mình phải sử dụng một cái dây đai. Và cái dây đai này của Hàn Quốc đó là tôi ghi không biết là ông này mang thử có vừa không biết. Tại vì cái đai này dành cho phụ nữ, lúc nhỏ quá. Cái này cái dành cho phụ nữ bị bụng, có bụng nhỏ. Ở đây có ai bị nhỏ, người nào mà nhỏ con bị tóc bị đĩa đệm không? Không, tôi hỏi cái lưng chứ không hỏi cổ. Nó khổ ghê vậy đó.
thì mình quá nhỏ quá. Cái đúng đâu. Thì và ở đây nó có cái nút bơm á, đưa lên. Thì cái bơm này lên á, thì mình bơm nó có quy định là mọi người nhìn quay cái lưng, mọi người sẽ thấy cái lưng, nó thấy cái lưng lên nha. Đấy, và nó đẩy cái lưng lên và nó là cảm thấy rất dễ chịu luôn. Được lại. Okay. Và khi mà nó bị chèn thì nó đẩy ra, nó tác động vô cái dây thần kinh, nhưng mà khi nó trở lại nó không có tác động vô thì mình không còn đau nữa. Cho nên tại sao mà bấm xong rồi mình chỉnh cái cuộc sống xong không đau nữa, tại vì nó nâng ra rồi. Nhưng muốn cho nó duy trì luôn cái đó thì mình phải có cái đai đeo lên. Và cái đai này á, nó đặc biệt là một ngày chúng ta chỉ đeo chừng 2 lần, 1 lần 1 giờ đồng hồ thôi, không có giống như cái đai mà của trong bệnh viện á, nó đưa ra cái loại dây thun á, nó bắt mình đeo lâu á thì cái đó nó nguy hiểm lắm. Tại cái đó làm cho mao mạch bị tắc. Nó đẩy lên nhé. Là cái điểm của cái dây thần kinh tọa đó để tác động vô. Thực ra cái này là gì? Tức là khi mà mình bấm vô cái kẽ giữa ngón 4, 5 á, thì nó không phải vô cột sống đâu, mà nó tác thẳng, tác dụng thẳng lên, hay nó tác động thẳng lên cái bán cầu vỏ não mình á. Thì khi nó tác động lên bán cầu vỏ não xong á, thì nó mới đưa một cái lệnh xuống dưới cột sống, và nó làm cho cái cuộc sống lập tức bớt đau liền. Cho nên tại sao những người đau thần kinh tọa đó, là khi bấm đúng ngay cái điểm đó thì họ sẽ thấy giảm đau liền. Nhưng mà giảm đau chi? Để mình điều chỉnh, chứ không phải giảm đau để mà nó khỏi. Nên ra sao những cái thế sau thì mình mới bắt đầu bấm. Thì cái mà quan trọng nhất của cái phương pháp mà điều trị cái này á, thì mọi người nhớ đó là ngũ bội và tâm tinh. Thì cái này là cái khó nhất trong cái của môn của bấm huyệt và Quỳnh Thị Lịch. Và mọi người thấy á, đây là cái kẻ, chúng ta phải làm sao tác động vô được cái kẻ. Cái kẻ đó là nằm giữa cái mu của bàn chân và ngón chân. Thì khi mà ta bấm á, chính là cái gân này nè. Mà muốn mà bấm được cái gân đó thì chúng ta phải đặt cái ngón tay chúng ta đi được vào trong cái kẽ đó, thì chúng ta mới làm có kết quả được. Do vậy á, ai mà muốn làm cái này cho tốt á, thì bắt buộc phải cắt mấy cái móng tay. Chứ nếu mà móng tay dài thượng lượng giống như cái cô này á, hy sinh rồi. Để cắt cái ngón cái, ngón đỏ là làm được rồi, gan. Thì chúng ta sẽ làm được cái này. Và cái tâm tinh cũng vậy. Thì cái điểm nối của cái gan bàn chân và ngón chân á, là nó nằm ở cái kẽ. Và ngay kẽ nó có gì? Nó có cái sự gân như này nè. Thành ra là chúng ta phải làm sao á, chúng ta dùng cái ngón cái của ta, ta lừa được cái gân đó để ta lít vô. Và hãy lít vô được cái đó thì nó mới có hiệu quả. Cái điều quan trọng của cái ngũ bội tâm tinh á, là khi ta bấm á, mà đúng chỗ á, thì nó rất là đau. Nhưng mà sau khi á, mà hết đau xong á, thì cái người bệnh nghe cảm giác rất là nhẹ nhõm. Hai chân cảm như là nhẹ nhàng đi, rất là dễ chịu. Thì sáng nay á, là chúng ta 2 người 1 khai thông trở lại như hôm qua. Rồi, xong cái ngũ bội tâm tinh thì ở đây anh em sẽ đến coi để hướng dẫn cho làm cho đúng. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.